Hello cả nhà, Bảo Ngọc đây. Ở đây là Ngọc có em sa chia màu trắng đỏ đen phiên bản Temzin nha cả nhà. Thì cái bản này là phiên bản tư nhân và Ngọc có cả phiên bản chính hãng luôn. Ở đây là Ngọc có rất là nhiều mẫu khang hội cho khách hàng mình lựa chọn luôn. Thì nếu mà trong trường hợp các bạn mà có dự định mua trả góp á, thì mình chỉ cần mang theo giúp Ngọc chứng minh nhân dân hoặc căn cước. Nếu mà kèm theo hộ khẩu với bằng lái nữa thì hồ sơ sẽ dễ duyệt hơn. Ngọc có hỗ trợ giao xe tại khu vực Bình Dương, có hỗ trợ đổi xe cũ lấy xe mới cho cả nhà nha. Và đặc biệt là khi các bạn lên cửa hàng gọi trước cho Ngọc, mình sẽ được giảm giá, hỗ trợ chi phí đi lại, cộng với rất là nhiều phần quà tặng hấp dẫn nữa hen. Ở em này thì Ngọc độ lên một số phụ kiện, ví dụ như là tay thắng nè, bao da nè, rồi có thêm ba ga titan. Thì những cái sản phẩm này là phụ kiện độ thêm, thì mình tính tiền thêm giúp Ngọc nha cả nhà nha. Phiên bản này là phiên bản tem zin, cho nên là đây là tem, và mâm này là mâm đỏ, cũng là mâm zin luôn. Đối với mua xe tại cửa hàng Ngọc, mình sẽ được hỗ trợ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km nha. Điều kiện nào tới trước thì xài trước là đối với cái dòng này hen. Rồi, Ngọc sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu này. Mẫu này đẹp nè. Mẫu này là Sonic Sun Sima. Cái bản này ở đây á, là Ngọc sẽ có một số điểm nhấn nè, các bạn mình cùng quan sát nha. Đó là phần toàn bộ phần đầu xe là mình nhìn vô thì chưa có gì, nhưng mà đây đến phần thân xe thì các bạn thấy không, sử dụng một số họa tiết như có điểm nhấn nè, như là màu trắng, màu đen và màu đỏ kết hợp nằm trên nền màu xanh để tạo cho xe mình nó có điểm nhấn nha. Rồi đây, về phần đuôi xe nè cả nhà, đuôi xe là có nguyên một cái viền màu đỏ cộng với chữ 150 và chữ R màu đỏ nè, nổi bật lên nha. Thì màu này là màu sơn 3D, Ngọc sẽ hỗ trợ bảo hành màu sơn cho mình trong vòng 1 năm. Ví dụ mình đi bong tróc thì mang ra sơn lại không tính tiền hen. Rồi, đây là Ngọc có em này. Em này là em Rider xanh cam đen. Cái bản này cũng rất là nổi bật luôn. Màu này là màu sơn 3D. Ở đây thì đối với dòng Rider và dòng Sagi chính hãng, Ngọc có hỗ trợ thích hợp xi nhan cho mọi người luôn. Và chi phí rất là rẻ, nó cũng không có bao nhiêu tiền hết, cho nên là bên Ngọc có hỗ trợ thích hợp. Nếu trong trường hợp mà các bạn có dự định mua Rider hoặc Sagi chính hãng á, thì mình yên tâm, Ngọc vẫn có thể độ giống như là Sagi tư nhân được nha. Rồi nè, đối với dòng Rider, Sagi và Sonic, nếu mà mua trả góp thì mình chỉ cần đưa trước cho Ngọc khoảng ít nhất có thể nè, mình đưa tầm khoảng 5 triệu trở lên, mang theo chứng minh với bằng lái hoặc chứng minh với hộ khẩu là được. Còn nếu mình có khả năng mình trả thêm 50% giá trị xe là được lấy cả về gốc nha, lãi suất cực kỳ ưu đãi luôn. Sẽ nhờ anh quay phim, quay cái em này là em Sagi màu cam đen. Cái bản này là Ngọc mới vừa lên nè cả nhà, mình thấy không, đây có chữ F150 màu vàng, cực kỳ nổi bật luôn. Đối với em này, cái em này là dành cho những bạn mà thích những cái màu nổi bật thì mình lấy cái em này là không còn gì để chê được luôn hen. Em này là Ngọc có cả phiên bản tư nhân và phiên bản chính hãng luôn, hai hồi cho các khách hàng mình lựa chọn nha. Rồi đây Ngọc sẽ giới thiệu thêm một số siêu phẩm nữa nè. Đây như là Ngọc có em này nè, em này là em Sagi màu trắng hồng nha, màu này là màu 3D. Và các bạn yên tâm một điều á, là khi Ngọc sơn xe như thế nào thì giấy tờ sẽ ra vậy. Ví dụ em này, giấy tờ xe sẽ ra là hồng trắng đen hoặc là hồng đen, cho nên là mình cứ yên tâm về phần giấy tờ, Ngọc sẽ hỗ trợ đổi màu giấy tờ cho cả nhà mình luôn nha. Ở đây là Ngọc với em Sonic nè, Sonic này là màu vàng cát. Thì trong quá trình quay clip, nếu như mà các bạn thích xe nào mà mình không có nhớ tên xe hoặc là không nhớ màu xe, thì các bạn chụp màn hình lại xong gửi Zalo, Ngọc sẽ tư vấn cụ thể nha. Zalo Ngọc là 0933164446 nha. Em màu vàng cát này cũng cực kỳ hot nè, bán rất là chạy, nhiều khách thích cái em này lắm luôn á. Rồi đây, mình vào trong tay đi. Giống như Ngọc có em xanh cam đen nè, nhưng mà khác một xíu là cái tem này nó màu vàng ha. Rồi, ở đây là em Rider phiên bản 2021 nha, tem mới luôn. Rồi đây là Ngọc có Sonic nè, Sonic trắng Ngọc Trinh. Phiên bản này phải nói là cực kỳ đẹp, không sử dụng quá nhiều màu, chỉ sử dụng màu trắng kèm với màu đen thôi, nhưng mà rất là đẹp mắt luôn ha. Và đây là Ngọc có màu vàng nè, màu vàng của Sagi. Rồi, và ngoài ra thì Ngọc còn rất là nhiều mẫu xe nữa, các bạn quan tâm liên lạc Zalo để bấm Ngọc tư vấn nha. Và đặc biệt lên gọi trước Ngọc mình sẽ được giảm giá nha.